Hello, xin chào các em đáng yêu, xin chào các cô Pi nha. Ngày nghỉ lễ rồi, các bạn có đi đâu chơi không? Hãy comment bên dưới cho chị biết với nhé. Hôm qua thì chị có đi vòng vòng xem pháo bông rồi cho cô Bo đi hít thở không khí bên ngoài á. Thì có ghé qua một cái nhà sách nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Và chị có mua được cái bộ kit này đây. Thì cái bộ kit này là bộ kit làm swam, bán cũng khá là rẻ, giá là 30.000. Và không biết có bạn nào đã chơi bộ kit này chưa ta? Hãy comment bên dưới cho chị biết với nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem bên trong có gì nào. Let's do it. Cái hộp này thì khá là nhỏ gọn, dễ thương. Đây, cái tay chị đã rất là nhỏ rồi mà cái này nó khoảng cỡ một bàn tay như thế này. Và được bao gói chắc chắn vô cùng nè. Có bao gồm hai chai keo, một chai dung dịch, một hũ màu, khuôn tạo hình và dụng cụ pha. Cẩn thận chưa? Có hướng dẫn sử dụng hết trơn luôn nè. Đó. Như vậy thì ba mẹ chắc chắn là sẽ rất là yên tâm đây. Còn có một cái lớp bảo vệ như thế này nữa. Chị em mình mở ra nhé. 1, 2, 3. Đây, rất là gọn gàng đúng không? Cái này thì chắc là activator nè. Khuôn slam mà cần khuôn á hả? Để làm gì vậy trời? Khuôn tạo hình. Này là keo trong. À, hũ đựng nè, cái này là hũ đựng. Rồi, cái này là keo sữa. Đà, đồ khuấy. Trời ơi, tí hình này dễ thương chưa kìa. Cái đồ khuấy này làm chị nhớ đến cái kẹo bột mà hồi trước cũng hay bán ở trước cổng trường á, cái mình múc mình bỏ vào trong miệng ăn ngọt ngọt á. Hương trái cây. Cái này là màu, hai cái màu nè, ba luôn, ba cái màu, ba hũ màu chứ. Này là khuôn, là gì đây? Cái này là cái gì ta? Không biết luôn. Thôi ok, chị em mình cùng bắt tay vào làm thử nhé. Đây là hướng dẫn sử dụng nè. Trộn nước và keo tỷ lệ 1:1. Sau đó cho dung dịch làm nhờn. Dung dịch làm nhờn là cái gì? Dung dịch làm nhờn chắc là dung dịch làm đông đúng không? Activator đó. Sản phẩm tạo thành có khối cứng đàn hồi hoặc chất mềm dẻo. Rồi xong rồi cho cái khuôn vô in cái giống vậy. Rồi xong rồi sẽ ra được một cái này. Chơi thử coi. À là sẽ ra được cái bạn giống như vậy. Một bạn slam màu hồng hơi bở xí. Rồi, như lại có mùi keo. Ok, chị em mình cùng làm slam với lại bộ kit để xem là chị em mình có ra được kết quả giống như vậy không nhé. Vì người ta không có cho sẵn mình đồ đựng á, nên đây, con ép của chị sẽ được trưng dụng. Keo sữa latex. Ok, chị em mình sẽ bỏ keo sữa vào trước. Khá là lỏng. Không biết là đã pha nước chưa ta. À, lúc nãy trong hướng dẫn sử dụng biểu là pha một nước một hồ. Rồi, chị nghĩ là sẽ làm ra được một bảng slam cũng khá là bự bởi vì cái lượng keo bao nhiêu đây, rồi pha thêm nước nữa. Ok, bây giờ chị em mình pha thêm nước nhé. Cho nước vào. Này, chắc đồ khuấy. Pha thêm nước vào thì sẽ hơi lỏng như thế này đây. Không phải là hơi, mà là rất. Keo trong. Dung dịch làm nhờn. Giờ không hiểu là dung dịch làm nhờn là gì luôn á.
cắt cái mỏ ra. Đúng rồi, activator nè. À thì biết rồi, dung dịch làm nhờn chắc là viết tắt của dung dịch làm chất nhờn ma quái, đúng không? Chứ thường thường cái chữ nhờn có nghĩa là hơi nhớt nhớt mà ta, chứ đâu phải là làm đông lại đâu. Chắc là người ta viết tắt của cái từ đó đó. Trời ơi, vậy thì ghi đại là dung dịch làm đông đi, còn ghi là dung dịch làm nhờn nữa chứ, làm sao mà hiểu được. Ok, bây giờ chị em mình sẽ khuấy trộn đều lên. Ý quên bỏ màu, hay bỏ cái màu tím này giống như giống như của người ta đi. Một giọt. Ủa vậy còn cái này là đồ khuấy thì cái này là cái đồ gì? Chắc cũng là đồ khuấy nhưng mà với lại kích thước nhỏ hơn xíu. Còn nếu mà đồ đựng bự thì mình dùng đồ khuấy này. Chắc vậy quá. Rồi ok, bây giờ sẽ khuấy cho đến khi mà dung dịch hỗn hợp slime này sẽ tách khỏi thành của đồ đựng. Công nhận mấy anh làm nhà bên cạnh nhà chị có tâm dễ sợ. Ngày lễ cũng không nghỉ, mưa gió cũng không nghỉ, vẫn đập đùng đùng. Đây, đây là thành quả sau khi chị làm xong. Thì cho dù chị mới có cho có 2 miếng activator à, mà không biết sao nó bị cứng rồi. Ok, chị sẽ thử làm mềm màn ấy nhé. Đây, sau khi nhồi bóp thì chị được kết quả là bạn này đây. Thì chị cũng không biết sao mà cái tính chất nó lạ ghê á. Khi mà mình cho giấm hoặc là nước chanh vào á thì nó không có dẻo ra mà nó kiểu nó chỉ mềm ra được như thế này thôi. Và đặc biệt là tay vẫn còn hơi ương ướt. Không biết là chị có làm sai chỗ nào không. Nhưng mà cái này thì giống như là cái chất của cái này. Lạ hen. Cái này có cắt được thành khuôn không ta? Ý cắt được này cả nhà ơi. Chắc là làm cứng như vậy là có thể cắt được bằng khuôn để chơi á. Đại ghê. Ok, sẵn vẫn còn dư tuyết của ngày hôm qua, chị thử trộn với lại tuyết siêu mịn xem có ra được slime mây không nhé. Và đây là kết quả sau một hồi nhồi của chị. Thì mình có một bạn slime chất lỏng. Ngộ luôn á cả nhà. Nó kiểu hơi bóng bóng trơn trơn. Thử tạo hình coi. Cái nấm nè. Thấy lạ ghê á. Vốn là chất lỏng thì sao mà tạo được hình ta. Thôi kệ. À đây,
sẵn có tuyết siêu mịn ngày hôm qua. Còn Dư, chị thử cho là xem là có làm thành công slam mây không nhé. Và đây là kết quả của chúng ta. Vậy là hôm nay chị em mình đã thử nghiệm thành công làm slam mây với lại bộ kit 30.000 mua ở nhà sách rồi nè. Cũng khá là tơi xốp, tuy nhiên là cũng hơi